Xin chào các bạn. Trước mắt mình Mai Quy đây là những cây Vanda treo, loại Vanda bông bự to như vậy các bạn. Đây là Vanda treo. Thì những cây Mai Quy đang giới thiệu đây là những cây để chuẩn bị chúng ta để kích bông Tết đấy. Thì Tết đến nơi rồi thì chúng ta có những cây Vanda treo bông rất là đẹp. Đã lâu rồi cây hồ điệp nó đã lấn sân những cây lan nên thành ra là chúng ta không có thể thấy trên thị trường những cây Vanda nhiều nữa, vì lý do là cây hồ điệp bán rất là nhiều. Nhưng ta chú ý bông hồ điệp tròn bự thì bông Vanda tròn bự, bông hồ điệp 10 bông thì bông Vanda cũng 10 bông, và bông hồ điệp 1 tháng hơn mấy tàn thì bông Vanda cũng hơn 1 tháng mấy tàn đó, thì cũng không khác biệt gì. Nhưng cây Vanda là một cây chinh phục, cần phải chinh phục. Cây hồ Vanda mà nở qua thì có thể bông không thua kém gì cây hồ điệp các bạn. Bông của nó lên màu rất là đẹp, và đặc biệt nữa là chúng ta có thể có được một cái cây lan và bộ rễ cực kỳ đẹp. Cây bên ngọc điểm thì hồ điệp thì chúng ta không chơi được bộ rễ, nhưng cây Vanda thì chúng ta chơi được bộ rễ các bạn. Thì hôm nay trong video này Mai Quy xin giới thiệu cây Vanda treo, đó là Vanda bông to dòng Robert, bộ lá rất là bự và khỏe. Thì chúng ta trồng cây Vanda này, chúng ta biết cách thì nó sẽ ra bông hoài thường xuyên. Thứ nhất là chúng ta cần phải trồng độ ẩm cao, tức là chúng ta cần phải tưới thật nhiều cái bộ rễ này để nó không bị thiếu nước nha các bạn. Vì cây này hoàn toàn không có chất trồng, không có giá thể, chúng ta phải tưới nước, phun nước thường xuyên. Thì thường một số nghệ nhân chơi Vanda thì họ thường trồng trên cái hồ cá, trên hồ cá thì sẽ đạt cái tiêu chuẩn về nước. Và cây Vanda mà chúng ta chinh phục được rồi, ra hoa rồi thì nó sẽ ra hoa thường xuyên các bạn, thường xuyên luôn. Trong video này Mai Quy xin giới thiệu hướng dẫn cái cách để làm cho cây Vanda này ra bông bằng cái bộ kích hoa rất là hiệu quả. Đó là chúng ta sử dụng cái phân chủ lực, vì cây này là cây đơn thân nên chúng ta sử dụng cái lân cao, đó là 10 năm 2017 của thầy Tấm Ngọc, tức là hàm lượng đạm có 10 thôi. 52 lân là hàm lượng lân cao rất là thích hợp cho cây đơn thân. 17 là chỉ số kali kèm vào để cho cái lân này nó đạt hiệu quả cao. Thì chúng ta pha với liều là 2 gram cho 1 lít nước. Đối với những cây Vanda to như vậy thì chúng ta mới đầu ta tưới 2 gram, nhưng mà sau đó chúng ta tưới 3 gram, sau đó chúng ta có thể tăng lên 3 gram rưỡi. Nhưng mà nhớ chú ý là phải chú ý theo cây các bạn ha. Tức là nếu mà cây bự thì chúng ta mới làm 3 gram rưỡi, còn cây dừa dừa khoảng 3 gram hoặc 2 gram rưỡi thôi. Đó. Thì chúng ta tưới tăng liều từ từ chứ đừng có tăng liều một lúc. Thì phối hợp với cái phân này thì chúng ta cần phải pha thêm hai cái phân nữa để nó tăng hiệu quả cao. Đó là 19 tông với 17, chúng ta cộng với sữa thái. Sữa thái là một cái phân mà khi pha với NPK nó rất là nhạy, làm cho cây nhạy bông. Và đặc biệt là ra bông nó sẽ rất là dài, bông to, bự và nhiều bông, màu sắc thật là sặc sỡ. Cây Vanda nếu mà màu sắc không sặc sỡ thì bông nó không có đẹp, màu của nó tái tái rất là chán. Nhưng mà chúng ta có cây Vanda mà nếu mà màu của nó lên đậm, nó lấp lánh kim tím, và cái màu nó màu tím nó rất là tím đậm, mà màu đỏ thì nó đỏ đậm, hay là màu vàng thì vàng rực, thì sẽ rất là đẹp các bạn. Thì cái cây trà sữa thái này chúng ta pha chung với 19 và 10 năm 2017. Và chúng ta có thêm là cái B1 làm hoa của Thái thì chúng ta pha chung luôn đó. Thì pha chung ba cái này theo là lượng của bao bì ghi. Thì chúng ta tưới 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày. Và chúng ta có thể tưới 5 lần nếu mà những cây đó nó lì bông các bạn ha. Thì chúng ta tưới cách nhau như vậy để cho cây chúng ta có cơ hội ra hoa. Và Mai Quy cũng nói luôn là cây Vanda là một cây kích bông, nhưng không phải là dễ dàng kích bông. Tỷ lệ chỉ đạt được 50% thôi. Ví dụ như Mai Quy đã từng đến những cái vườn Vanda cả ngàn cây, nhưng mà kích hoa thì chỉ đạt được 500 cây thôi, còn 500 cây còn lại nó sẽ ra bông trễ hơn. Vì vậy chúng ta cần phải kích hoa, bây giờ chúng ta kích, nhưng mà sau này nó qua đều rồi thì chúng ta dễ lắm, chúng ta kích nhẹ là nó ra thôi. Khi mà nó có chớn rồi thì sau này nó rất là dễ dàng các bạn ha. Nhưng mà cái lần đầu tiên nó ra hoa và lần thứ hai cũng khá là khó, nhưng lần thứ ba nó đi thì khá là dễ dàng đối với cây Vanda. Và đặc biệt đối với cái bộ ba mà phân bón mà nãy Mai Quy giới thiệu ở đây thì chúng ta rất là dễ dàng kích hoa của cây Vanda, vì chúng ta có được cái công cụ kích hoa hiệu quả. Và chúng ta nhớ là nên để cho nắng nhiều hơn các bạn ha. Khi chúng ta kích hoa thì nắng phải nhiều hơn, không để chỗ tối, không để chỗ mát. Nếu mà để chỗ mát nó sẽ không có hiệu quả luôn, hoàn toàn không hiệu quả luôn, vì chỗ mát là cây nó sẽ không có ra bông.
có một cây lan trong video này Mai Quy khúc cuối giới thiệu để chúng ta có thể về kích qua thật là dễ dàng, đó là cây ách cô đỏ. Ách cô đỏ, ách cô đỏ thì bông thì rất là dễ dàng kích qua, thân nách nào nó cũng muốn có qua hết đó các bạn, rất là dễ qua. Đảm bảo các bạn tưới cái đó với liều 2g thôi là nhá vô cây này là cây dễ qua liền. Thì ách cô đỏ cũng có thể trồng để ra bông rất là dễ dàng. Thì đây là những cây đơn thân mà mình công ty Mai Quy giới thiệu trong đợt này để chúng ta có thể chơi Tết thật là dễ dàng, ra bông thật là dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã xem video Mai Quy đăng về kích bông cây Vanda và cây ách cô đỏ. Cảm ơn các bạn. Chúng ta có thể mua cây Vanda, chúng ta có thể mua bộ kích hoa mà Mai Quy giới thiệu tại trang web siêu thị hoalan.com hoặc là kho nông nghiệp.com. Xin cảm ơn và xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.